Hôm nay mọi người vất vả rồi. Dạ, được rồi. Tạ bà chủ nha. Nhớ là cho sạch đó. Dạ, được. Ông chủ à, thật sự ngày quá. Hôm nay chỗ chúng tôi đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi? Sao mà đóng cửa sớm vậy? Thật sự là ngại quá. Hôm nay buôn bán tốt, đồ ăn bán hết rồi, cho nên tôi cho mọi người nghỉ ngơi sớm. Xem ra ta tới trễ rồi. Ta vốn định tới thưởng thức món ngon của thiên hạ để nhất lòng. Ta đã tới không đúng lúc rồi. Thôi hôm khác ta lại tới vậy. Khoan đã. Nếu như huynh thật sự đói, ở chỗ chúng tôi còn một chút điểm tâm. Nếu như huynh không chê, xem như là ta mời huynh. Nếu bà đây đã có lòng thì ta cũng rất là muốn được thưởng thức món điểm tâm của thiên hạ đệ nhất lầu. Trung à, dạ. Đem bình rượu thượng hạng Hầu Nhi Thái, đem thêm vài món điểm tâm ra đây. Ta muốn tiếp đãi công tử đây thật chu đáo. Có ngay. Công tử, xin mời. Xin hỏi công tử tôn danh quý tánh? Tại hạ họ Bành, tên Hữu Nghĩa. Hữu trong bằng hữu, nghĩa trong nhân nghĩa. Thì ra là Bành công tử. Ta là Lệ Nương. Thì ra đây là bà chủ. Làm sao huynh biết được Lệ Nương chính là... Tên họ của bà chủ đây từ lâu đã truyền khắp Huyện Tam Hà này, cho nên đương nhiên Bành mộ biết được rồi. Ta cảm thấy rất tò mò. Cuối cùng bọn họ đã nói gì về ta vậy? Bọn họ nói là bà chủ đây có phong thái yêu kiều, là người tinh tế, đã giúp thiên hạ đệ nhất lầu trở thành một nơi rất thu hút khách. Lại nói đồ ăn ở đây rất là ngon, phục vụ cũng chu đáo. Họ thường nói là người của Huyện Tam Hà đều phải tới đây một lần cho biết, thưởng thức một bữa. Đa tạ công tử đã đem những lời tốt đẹp tới đây cho ta. Bà chủ à, Bành mộ có lời này không biết có nên hỏi hay không? Trước mặt người ngay không nói dối. Lệ Nương này không có ưu điểm gì, trước giờ là một người nói thẳng. Công tử muốn hỏi điều gì, xin cứ hỏi. Được. Bà chủ đây, không biết bà đã thành thân chưa? Công tử, huynh... huynh tới chỗ này có ý định mai mối cho ta hay sao? Hay là công tử đang muốn theo đuổi ta? Thành thật xin lỗi, tại hạ lỡ lời rồi. Ta thật sự không có ý đó. Ta cứ tưởng tiểu tử này thông minh lanh lợi, thì ra huynh ấy lại là một người trung hậu thật thà. Chuyện này... bà chủ à, thật sự là ta cảm thấy rất ngại. Lúc nãy ta thật sự lỡ lời. Ý của ta muốn nói là nếu như bà chủ vẫn chưa có thành thân, vậy thì làm sao có thể một mình quản lý một tử lầu lớn tới như vậy chứ? Thì ra công tử luôn xem thường nữ nhi sao? Không. Bành mộ không hề có ý đó. Bành công tử, ta phát hiện một điều thú vị từ khi huynh vào đây. Có chuyện gì chứ? Ta phát hiện ra huynh hay xấu hổ, hay đỏ mặt, hay cúi đầu lý nhí. Bành công tử, mục đích huynh tới chỗ này không đơn giản như vậy phải không? Huynh cứ nói thẳng cho ta biết đi. Huynh tới đây có phải là vì gặp một người không? Gặp một người sao? Chuyện này ý của bà chủ đây ta không hiểu cho lắm. Vậy huynh ngốc thật hay là giả ngốc đây? Huynh tới đây có phải là muốn gặp thiên hạ đệ nhất mỹ nữ không? Bành mộ tới đây không phải gặp thiên hạ đệ nhất mỹ nữ gì hết. Chẳng qua là tới hiếu kỳ. Thiên hạ đệ nhất lầu này được rất là nhiều người biết tới, rốt cuộc là một người như thế nào mà có thể quản lý nó tốt tới mức như vậy? Hôm nay được gặp bà chủ ở đây mới biết được, quả thật là vô cùng đặc biệt. Cho nên... Khách quan, trà của người. Mời tự nhiên. Mời.
Mời, mời công tử. Xin mời thưởng thức điểm tâm của thiên hạ đệ nhất lầu chúng tôi. Đa tạ bà chủ. Cầu xin phù hộ. Cầu xin phù hộ. Cầu xin phù hộ. Hai vị quan gia, sao mọi người lại tới đây? Tên Mã Ngọc Long đó đã bắt được hắn chưa? Tiêu trưởng lão, quan phủ chúng tôi làm việc có trình tự nhất định. Trước tiên chúng tôi cần phải tìm hiểu miếu thiên nữ mà các người nói là một nơi như thế nào. Sao chứ? Sao vậy chứ? Sao lại vậy chứ? Ta phải lục soát xem sao. Không được đâu, tuyệt đối không được. Chủ trì. Cho hỏi các vị là... Là người của nha môn. Người của nha môn sao? Người tới đây có việc gì? Đương nhiên bọn ta tới đây để xem xét miếu thiên nữ này của cô có bí mật gì không thể cho ai biết. Không thể cho ai biết. Xin các vị ăn nói có đức một chút, nên biết là nói năng như vậy sẽ làm ô uế thiên nữ, sẽ bị trời phạt đó. Phải sẽ bị trời phạt đó. Ngông cuồng quá. Cô nương, ta thấy xung quanh nơi này có rất nhiều ngôi miếu. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Trong đây không có tượng, chỉ có những tấm rèm xếp thành hàng thôi. Ta thấy miếu thiên nữ của các người có vẻ quá thần bí rồi đó. Thiệt tình lão phu lì báo án gì muốn các người đi bắt tên Mã Ngọc Long đó. Tại sao các người lại tới đây gây sự chứ? Đúng là phải đó, ăn nói kỳ cục quá, sẽ bị quở phạt đó. Lão Tiêu à, không phải ông nói trong miếu thiên nữ này có thiết giáp võ sĩ gì đó có thể giúp mọi người tìm người mất tích hay sao? Đúng vậy. Ngày hôm nay bọn ta tới đây lục soát bởi vì muốn xem miếu thiên nữ này đã sai khiến thiết giáp võ sĩ như thế nào. Bách tính ở nơi đây đều là tín đồ của thiên nữ, miếu thiên nữ. Bọn họ thành tâm cầu nguyện, đương nhiên thiên nữ sẽ phái thiết giáp võ sĩ giúp họ đi tìm thiếu nữ mất tích rồi. Đây gọi là chân thành cảm động thiên nữ. Chà, được. Cho dù thiên nữ của các người giống như cô đã nói có uy lực như vậy, cô không ngại cho chúng tôi xem chứ? Được. Nếu các người không sợ bán bổ thiên nữ thì các người cứ đi xem đi. Đi thì đi, cô tử ta sợ hay sao? Có người bất kính thiên nữ, xin thiên nữ đừng có tức giận. Cô đừng ở đó giả thần lộng quỷ nữa. Xin thiên nữ bớt giận. Xin thiên nữ bớt giận. Thu đại ca, có yêu khí. Xin thiên nữ bớt giận. Lúc nãy ta đã cầu xin thiên nữ đừng có tức giận, nhưng mà thiên nữ vẫn xuất ra thần công ngăn cản ngươi lại gần. Nếu như các ngươi vẫn tiếp tục nói bậy, một khi thiên nữ mà dán rèm bay ra thì đầu của các ngươi chắc chắn sẽ rơi xuống đất. Xin thiên nữ bớt giận. Thiên nữ, bọn họ đã biết bản thân sai rồi, xin thiên nữ đừng có tức giận nữa. Xin bớt giận. Hôm nay các ngươi đắc tội với thiên nữ, thiên nữ đã cảm thấy không vui, cho nên sẽ không làm bất cứ chuyện gì nữa. Hôm nay miếu thiên nữ sắp đóng cửa rồi, các ngươi có thể đi rồi đó. Nhưng đại nhân đã căn dặn chúng ta. Bành Hưng, đừng nói nữa, chúng ta về thôi. Đi. Hà Hoa chủ trì, vậy chúng tôi cũng đi về đây. Hà Hoa miếu thiên nữ xin tiễn các vị thí chủ. Vậy chúng tôi xin đi trước. Đi thôi. Nhanh lên. Đáng sợ quá. Nhanh lên. Hay. Công tử đã quá khen rồi. Bà chủ à, bà gạt ta. Ta gạt huynh? Ta gạt huynh điều gì? Lúc nãy bà nói bà chỉ biết vài chữ thôi, nhưng mà ta chú ý nói ra câu đối, bà đã nhanh chóng đối lại ngay lập tức. Đâu có giống chỉ biết vài chữ thôi đâu, rõ ràng là một tài nữ. Ta chỉ tiện miệng nói ra, huynh tưởng là thật sao? Bà chủ à, lại khiêm tốn rồi. Nếu như nói bà chỉ biết vài chữ thôi, vậy thì câu đối khó như vậy bà đâu thể nào đoán ra được trong tích tắc chứ. Được, hôm nay ta đã có nhà hứng,
ta muốn kiểm tra bà thêm một lần nữa. Được đó công tử, từ khi huynh bước vào ta cứ tưởng huynh chỉ biết xấu hổ đỏ mặt ngại ngùng ít nói, thật không ngờ công tử lại là một người tài hoa có học thức. Nói đi, muốn kiểm tra điều gì? Bà nghe đi, hoa bay khắp nơi, bay khắp nơi, mặt nước trong vắt, nước trong vắt. Công tử, câu thơ huynh vừa đọc cũng thú vị đó chứ. Bà cũng đã nói là nó thú vị mà, chắc là không làm khó được bà chủ. Đúng là thú vị, nhưng mà câu đối lại đúng là không dễ dàng gì. Có rồi. Cây trong mây là mây bao cây, núi ngoài nhà bao phủ ngoài núi. Hay, rất là hay. Hay, không ngờ tài văn chương của bà nhanh nhẹn tới như vậy. Bành mẫu cúi đầu chịu thua. Bây giờ ta mới biết được tại sao bà lại có thể một mình quản lý tử lầu lớn tới như vậy. Để công tử chê cười rồi. Công tử, lúc huynh vừa mới bước vào đây, huynh ngại ngùng không nói, lệ nương này cố gắng nói thật nhiều. Thật sự không ngờ công tử là một người rất nho nhã đó. À, quá khen rồi. Công tử, chúng ta nói chuyện cũng khá lâu rồi. Huynh coi, trời cũng đã sắp tối rồi, huynh cũng đói rồi phải không? Nhà bếp có để lại vài món cho lệ nương. Nè, hay là như vậy đi, lệ nương đích thân xuống bếp làm vài món cho huynh thưởng thức. Nè, bà chủ à. Chuyện gì vậy? Thời gian cũng không còn sớm nữa, trong nhà còn có người chờ ta, có lẽ ta nên về thôi. Thật không ngờ công tử đã sớm thành thân rồi. Chuyện đó không phải. Hả? Lúc nãy huynh vừa nói hiện trong nhà vẫn có người đang đợi huynh. Trong nhà của ta còn một người thân khác nữa. Thì ra là như vậy. Nè, Bành công tử, món ăn ở Thiên Hạ Đệ Nhất Lầu này không thua gì ngự trù trong hoàng cung đâu. Với lại, lệ nương này cũng đã lâu rồi không có xuống bếp. Nếu đã như vậy, cũng xem như đó là một cái duyên. Lần sau ta tới sẽ thưởng thức tay nghề của bà chủ đây. Tạm biệt. Công tử. Công tử, công tử. Bành công tử này là một người nho nhã. Cuộc gặp gỡ này, mình thật sự có ấn tượng tốt với huynh ấy. Bái kiến sư phụ. Có chuyện gì? Hôm nay nha môn đã cho một số người tới lục soát miếu thiên nữ chúng ta. Cái gì? Nha môn? Ngươi lui ra trước đi, còn về chuyện này ta tự biết giải quyết. Dạ. Lệ nương tỷ, bây giờ phải làm sao đi? Chuyện này chỉ có thể giết. Giá thần lồng quỷ, ta không tin là sau tấm màn này sẽ có thần thánh gì đó. Trong đây quả thật là có tượng thần.
Lạ thật, uy lực của thiết sa chưởng này không nhỏ. Đừng nói là tượng khắc bằng gỗ, dù là tượng đồng tượng sắt, tại sao lại không sức mẻ gì hết? Muội là Thúy Vũ mà. Là muội. Ngươi nhận lầm người rồi. Ta là chủ trì của miếu thiên nữ. Ta là Hà Hoa. Hà Hoa? Hà Hoa, đừng nhiều lời với hắn. Giết hắn đi. Dạ. Người này đã biết bí mật của miếu chúng ta, không thể để hắn sống được. Đuổi theo. Dạ. Hà Hoa, có đệ tử. Người qua bên đó tìm, ta qua bên đó. Dạ. Cần phải tìm được tên tiểu tử đó. Thúy Vũ, là muội thật mà. Thúy Vũ, cuối cùng huynh cũng tìm được muội rồi. Thúy Vũ, muội điên rồi. Người dám tới làm náo loạn miếu thiên nữ, quấy nhiễu nơi tu hành của thiên nữ, người đã tự tìm cái chết. Thúy Vũ à, muội thay đổi rồi. Võ công muội học từ ai vậy? Ta đã nói với người nhiều lần, bổn chủ trì là Hà Hoa. Muội không phải là Hà Hoa, muội là Thúy Vũ, muội là cổ Thúy Vũ. Muội còn nhớ ta không? Ta là Mã Ngọc Long, vị hôn phu của muội. Mã Ngọc Long? Là ta. Ta là Mã Ngọc Long. Muội nhớ ra ta rồi chứ? Ngươi là Mã Ngọc Long. Người tên Mã Ngọc Long đều phải chết. Nè, đừng tổn thương cô ấy. Là huynh sao? Huynh là Mã Ngọc Long. Anh hùng là Thu Quang. Tôi làm việc cho Bành đại nhân. À, Bành đại nhân, ta có nghe Bối Lạc Gia nhắc tới. Huynh ấy kêu ta gặp Bành đại nhân, nhờ giúp tìm vị hôn thê. Được đó, Bành đại nhân cũng đang tìm huynh. Nhưng mà đây là vị hôn thê của ta. Hả? Vị hôn thê của huynh? Vị hôn thê của huynh sao lại muốn giết huynh chứ? Ta cũng không biết nữa. Dường như mỗi ấy không nhận ra ta. Không nhận ra sao? Thúy Vũ, ta đã nói rồi, ta là Hà Hoa. Cô nương, chúng ta đã gặp nhau rồi. Ta mặc kệ cô là Hà Hoa hay là Thúy Vũ. Lúc nãy có thể một đao dứt khoát chém xuống, do Mã Ngọc Long cầu xin giúp cô. Cô không là vị hôn thê của huynh ấy thì huynh ấy cứu cô làm gì? Nói cho ta biết, có phải cô đã bị trúng độc hay là bị trúng tà không? Ta không có trúng gì hết. Ta chỉ biết là bây giờ ta phải giết chết ngươi. Đi. Đuổi theo. Đừng đuổi theo. Huynh có biết người cứu cô ấy là ai không? Là thiên nữ của miếu thiên nữ. Thiên nữ? Xem ra miếu thiên nữ có vấn đề thật rồi. Mã Ngọc Long, ta nghĩ huynh nên tới phủ nha một chuyến. Được, ta nhất định tới phủ nha tìm Bành đại nhân. Huynh phải cẩn thận đó. Ừ. Mình đã tìm Thúy Vũ lâu lắm rồi, mình không cam tâm mất đi cô ấy.
Ngươi lại, tại sao lại đánh lén ta? Nếu như ta muốn giết ngươi thì ngươi đã chết lâu rồi. Nói ta biết Thúy Vũ đang ở đâu. Ở đây không có Thúy Vũ, ngươi càng không thể nào vào miếu thiên nữ. Nếu như ngươi vẫn cố chấp đi vào đó thì ngươi khó lòng mà giữ mạng sống. Cuối cùng thì ngươi lại, tại sao ngươi lại cản ta? Ta nói như vậy là vì muốn tốt cho ngươi. Nhớ kỹ, ta đã nói hết lời. Nếu ngươi vẫn kiên quyết vào trong thì ta không cản ngươi. Nghe hay không tùy ngươi. Ngươi nhanh chóng rời khỏi đây đi. Được, hôm nay ta nghe lời ngươi. Nhưng ta cho ngươi biết, ta nhất định sẽ quay trở lại. Thúy Vũ mà hắn nói hình như là Hà Hoa. Thu quan. Có. Đang suy nghĩ chuyện gì? Đang nghĩ tới vụ án thiếu nữ mất tích. Đúng rồi, điều tra tới đâu rồi? Bây giờ vẫn chưa có manh mối gì. Nhưng mà tôi nghe nói là võ sĩ thiết giáp của miếu thiên nữ có khả năng giúp cho thôn dân tìm được những thiếu nữ mất tích. Có chuyện như vậy thật sao? Thu quan, huynh có tin chuyện có ma quỷ không? Tôi không tin. Không tin mấy chuyện giả thần lộng quỷ. Tôi đang nghĩ là thiết giáp võ sĩ đó chắc chắn là do người giả trạng. Tôi cũng nghĩ là như vậy đó. Đại nhân, tôi và nhị sư huynh đã từng giao đấu với thiết giáp võ sĩ đó rồi. Đao kiếm không thể đả thương được. Lúc đó cũng may đại sư huynh đã tới kịp lúc. Nếu không thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Đúng vậy, tôi và sư muội hai ngày nay theo dõi nơi đó, tìm hiểu xem chuyện đó là như thế nào. Đúng rồi, đại nhân, Mã Ngọc Long đó có lẽ ngày mai sẽ tới phủ gặp người. Tôi nghĩ Mã Ngọc Long này là nhân vật chủ chốt. Được, vậy tất cả chuyện này sẽ chờ Mã Ngọc Long đó tới phủ nha rồi tính. Đúng rồi, Khương Vũ Như Sương, gần đây Âu Dương tiên sinh thường có đi cùng với hai người hay không? Đã mấy ngày rồi ta không nhìn thấy. Đại sư huynh của tôi là đáng ghét nhất. Huynh ấy nói có việc là không thấy đâu hết. Tôi mà còn quan tâm huynh ấy mới lạ đó. Vậy thì đơn giản thôi, sau này đừng quan tâm nữa, vậy sẽ không thấy phiền, đúng không? Cũng không biết Âu Dương tiên sinh cuối cùng đã xảy ra chuyện gì nữa. Chúng tôi cảm thấy Âu Dương tiên sinh dạo gần đây rất lạ. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng huynh ấy. Chúng tôi thật sự rất lo cho huynh ấy đó. Hương Vũ huynh, thật ra tôi cũng rất tò mò đối với võ sĩ thiết giáp mà hai người nói. Không biết là tôi có thể đi chung với hai người không? Được đó. Đại nhân, không thể kéo dài. Nghe nói là võ sĩ thiết giáp đa số là hành động vào ban đêm. Tôi sẽ đi chung với huynh đệ Hương Vũ. Được, nhưng mà lúc nãy mọi người nói võ sĩ thiết giáp đó vô cùng lợi hại, phải thật cẩn thận. Dạ, đại nhân, yên tâm đi, đã có tôi rồi. Được. Cáo từ, xin cáo từ. Cáo từ. Người này chính là Bành Bằng viện lệnh huyện Tam Hà. Thuộc hạ tới miếu thiên nữ của ta gây chuyện. Bây giờ xương cốt của ngươi toàn bộ đều bị phân cân thác cốt thủ dịch chuyển. Lần này ta đây sẽ cho ngươi chịu sự dày dò đau đớn thống khổ nhất trong cuộc đời này. Hả? Là huynh ấy. Sao lại là huynh ấy? Ai đang ở trong phòng vậy?